Ngục gia cuồng long chương 1209 khó chơi tần phong bây giờ nghe không tiến thêm lời thừa thãi, một đôi mắt nhìn chằm chằm tống khải phám. Trong cơ thể hắn nội kình đang chậm rãi khôi phục, bất quá tốc độ khôi phục vô cùng chậm chạp. Kể từ có kinh nghiệm lần trước sau đó, ăn cửu tiêu chuyên môn căn cứ vào mềm ngưng tán đặc tính, phân phối giải độc dược hoàn lúc đó tại ra ngoài phía trước tần phong liền đem giải độc dược hoàn giấu ở răng hàm sau để phòng vạn nhất không nghĩ tới thật sự sẽ dùng tới cái kia giải độc hoàn xem như lấy độc trị độc nếu như trong tình huống không có ăn vào mềm ngưng tán phục dụng rất có thể sẽ tạo thành hiệu quả ngược cho nên ngay từ đầu tần phong bị mềm ngưng tán khống chế lại té xỉu thật sự nội kinh tiêu thất cũng là thật sự tại sau khi tỉnh lại, hắn trước tiên liền nuốt vào giải độc hoàn. Bất quá mềm ngưng tán dược hiệu quá mạnh. Muốn triệt để khôi phục nội kinh còn cần thời gian 4 tiếng. Tần Phong Nguyên bản cũng không gấp gáp muốn nhìn một chút tống khải phàm đám người này bắt hắn rốt cuộc muốn làm gì. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới tống khải phàm gấp gáp đến bất tử cảnh tin tức thế mà nghĩ đối với sở lão hạ thủ cho dù hắn bây giờ không có khả năng giết sở lão. Nhưng cũng có mọi loại làm nhục sở lão phương pháp. Phải biết, giống sở lão dạng này quanh năm có địa vị cao cường giả, đau khổ ra thịt với hắn mà nói không tính là gì. Chỉ có tự ái trà đạp mới thật sự là làm nhục. Mà Tần Phong quyết không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Ánh mắt hắn bên trong nhiễm lên huyết sắc, cưỡng ép thôi phát lấy thể nội nội kinh miễn cưỡng khôi phục được huyền cảnh hậu kỳ trình độ, tống khải phàm nhìn thấy hắn thế mà khôi phục nội kinh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mềm ngưng tán đối người hiệu quả kém như vậy. ngươi hẳn là sau năm tiếng mới có thể khôi phục năm thành công lực mới đúng. tần phong chỉ là nhìn xem hắn, không có trả lời. ha ha, bất quá cái này không trọng yếu. Tống Khải Phàm bây giờ đã cấp trên, hắn mê muội đồng dạng mà nghĩ muốn từ sở lão trong miệng đạt được bất tử cảnh tin tức, muốn có được viên kia hạt giống tung tích. Căn bản không đem tần phong để vào mắt, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi bây giờ địa cảnh hậu kỳ thực lực, có tư bản ngăn ở trước mặt ta sao? Ngươi sẽ không phải cho là có mục các chủ tại. Ta liền thật sự không biết giết ngươi đi. Cùng hạt giống tung tích so ra, ngươi cảm thấy ngươi tính là gì? sự do người làm tần phong bình tĩnh nói mặc kệ có làm được hay không ta đều không thẹn với lương tâm sở lão đối với hắn có ân vô luận như thế nào hắn đều muốn báo đáp phần ân tình này giống như dạ hoàng bọn hắn dù là không biết sở lão vì sao lại tự nguyện đến nơi đây thậm chí bởi vì sở lão nghèo túng mà hại bọn hắn nhưng bọn hắn như cũ vì sở lão bảo toàn hắn tôn nghiêm tình nguyện nhịn xuống đau đớn cũng tuyệt không lên tiếng ra một tiếng tới. Chỉ có điều đáng tiếc Tống Khải Phàm bọn họ sẽ không minh bạch loại tâm tình này. Cả người hắn rớt xuống đất. Xương cốt nện ở đặc chế trên mặt đất nghe trong lòng người căng thẳng, không cần nhìn cũng biết lần này tuyệt đối đoạn mất một cây xương cốt. Nhưng Tần Phong lại ngay cả đình trệ thời gian cũng không có cơ hồ tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền trực tiếp bắn lên tới. Khóe mắt, khóe miệng lỗ mũi thậm chí trong lỗ tai đều có máu tê chạy ra ngoài ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm tống khải phàm duy trì chiến đấu tư thái tống khải phàm khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái cho là hắn cũng không dám lại đi lên thế là quay người hướng về sở hoài giang đi đến thế nhưng là hắn vừa mới động tần phong thân ảnh liền hướng bên này nhanh chóng cướp động mà đến thậm chí ngay cả trên mặt máu tươi đều không xoa, liền trực tiếp phát khởi tiến công. Tống Khải Phàm lần này cũng không muốn phản ứng đến hắn, đối mặt hắn tiến công trực tiếp chính là vung tay lên. Phảng phất bay tới một cái không đáng chú ý con ruồi một dạng, tiện tay liền đem Tần Phong đẩy ra. Lần này Tần Phong cùng phía trước một dạng, đồng dạng là nhất kích phía dưới liền bay ra ngoài mười năm này hắn khắc sâu cảm nhận được địa cảnh sau đó mỗi một bước đi được gian nan đến mức nào hắn cũng khắc sâu nhận thức được hắn muốn tấn thăng đến thiên cảnh cơ hồ là một kiện chuyển không thể nào trừ phi sau đó có thể có đại kỳ ngộ thế nhưng là kỳ ngộ vốn là hiếm thấy hơn nữa chớp mắt là qua có người cả một đời cũng không có cái này thời cơ mà hắn muốn tuyệt đối không phải như thế kết quả cho nên hắn vô luận bỏ ra cái giá gì. Đều phải từ sở hoài giang trong miệng hỏi ra bất tử cảnh tung tích, hỏi ra viên kia hạt giống đi hướng. Sau khi hắn lại độ hướng về sở hoài giang đi đến, một cỗ kình phong lại độ đánh tới, nhìn lại. Lại là tần phong. mặc dù chỉ cần có được hạt giống tung tích cho dù tần phong không còn hắn đồng dạng có thể cùng mục di diệp giao phó dù sao tại một cái có khả năng trở thành thiên cảnh tần phong cùng một cái tất nhiên có thể trở thành thiên cảnh đường tắt ở giữa mục di diệp chỉ cần không phải đầu óc mê muội đều biết nên tuyển cái gì đến nỗi long đạo lăng coi như hắn lại mạnh nhưng ván đã đóng thuyền hắn lại có thể thế nào đâu huống chi, cho đến tận này Long Đạo Lăng một mực trốn ở U Minh Ngục Giam, còn không có chân chính xuất thủ qua. Mười năm trôi qua, ai biết hắn còn có hay không năm đó thực lực. Cho nên giờ khắc này, Tống Khải Phàm chân chính động sát tâm. Chương 1210 thân thể cực hạn tống Khải phàm thân bên trên chợt giấy lên một cổ cuồng bạo khí chàng, cả người đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hơn nữa lần này đối mặt Tần Phong cũng không giống phía trước như vậy tùy ý, tựa hồ là đang suy tư đến cùng muốn hay không lập tức muốn Tần Phong mệnh. Cứ việc Tần Phong dù là tại thực lực đỉnh phong thời điểm cũng không nhất định là đối thủ của hắn nhưng nếu có thể thừa dịp hắn thực lực không tốt thời điểm không cần tốn nhiều sức đem hắn giết chết cũng không tệ. Sau khi gặp được sở hoài giang cùng dạ hoàng đám người tình cảnh, tần phong tuyệt đối không có khả năng lại cùng hắn đứng tại một phe cánh. Một cái 27 tuổi địa cảnh trung kỳ tiếp tục giữ lại mệnh của hắn tuyệt đối là một không nhỏ tai họa ngầm. Trừ phi mình lấy được bất tử cảnh hạt giống bất quá đang suy tư lúc tần phong đã tới trước mặt hắn đâm đầu vào chính là một quyền quyền phong mạnh mẽ từ hải lâm thấy cảnh này ánh mắt ngưng tụ một cái chớp mắt chẳng thể trách là thiên tài dưới tình huống thụ thương quyền phong còn có thể mạnh mẽ như vậy quả thật làm cho người kinh diễm hắn bây giờ mặc dù chỉ có huyền cảnh hậu kỳ nội kinh nhưng một quyền này thực lực tuyệt đối đã đạt đến huyền cảnh đỉnh phong theo lý thuyết Tần Phong nội kinh cũng không thể hạn chế lại thực lực của hắn, xuất thủ của hắn, vẫn luôn là siêu việt tự thân nội kinh. Nắm đấm đối quyền đầu, và chạm kích phát ra từng trận sóng âm. Cùng phía trước một dạng không có chút nào ngoài ý muốn, cơ thể của Tần Phong lại độ bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất lại là một mảnh máu me đầm đìa. Tống Khải Phàm mấy ở không như thế nào động thủ, nhưng Tần Phong bây giờ quanh thân đẫm máu, tựa như ác chiến. Ha ha, liền xem như thiên tài thì thế nào, không biết tự lượng sức mình. Đây chính là kết quả tại trước mặt điện chủ căn bản đứng không vững. Khâu tự nhiên thấy thập phần hưng phấn, không chỉ là bởi vì Tần Phong bị đánh, cũng bởi vì xuất thủ người là Tống Khải Phàm. Phía trước Tần Phong hai lần tại tung tóe tinh đường dương oai, để cho bọn hắn tung tóe tinh đường ném đi thật là lớn người hơn nữa phía trước còn mượn dạ hoàng thân phận hoàn toàn không cho tống khải phàm mặt mũi lần này tốt để cho hắn tự thực ác quả thật tốt nhấm nháp một chút bị người dẫm ở dưới chân cảm giác những người khác chỉ thấy tần phong không ngừng mà bị thua tiếp đó lại đứng lên nhưng lại không biết tại trong tần phong lần lượt bò lên mỗi một lần hắn tiến công cùng phòng thủ đều càng ngày càng mạnh phía trước tần phong căn bản không tiếp nổi chính mình một quyền lần này mặc dù cũng không có tiếp lấy nhưng hắn sẽ bay ra đi chỉ là bởi vì quán tính sức mạnh tác dụng mà không phải bị chính mình đánh bay hơn nữa mấu chốt nhất là hắn quyền thứ nhất cùng vừa rồi một quyền này sức mạnh hoàn toàn không pháp tướng sách so sánh nhau hết lần này tới lần khác tần phong lần này sau khi rơi xuống đất lại bị thương càng nhẹ hơn nữa cùng mình va chạm sức mạnh cũng lớn hơn đều nói võ giả đầu tiên là tu tâm lại là tu thân thực ra không phải vậy một cái tốt võ giả thứ nhất muốn tu luyện chính mình cơ thể trước tiên tôi cốt sau vấn tâm cảnh giới chênh lệch tất nhiên trọng yếu nhưng càng quan trọng hơn là thân thể của ngươi có thể hay không tiếp nhận cực hạn của ngươi mà ngươi có phải hay không có thể đột phá cực hạn của ngươi Lúc này tần phong các vị trí cơ thể đều truyền đến kịch liệt đau nhức đại não đau đớn nhất là. Hẳn là lúc trước bị tống khải phàm nện vào trên đầu óc cái kia một chút mang đến nội thương, thế nhưng là không biết vì cái gì, sở hoài giang lời nói tại hắn nghe tới cũng vô cùng rõ ràng. Hơn nữa tống khải phàm trên mặt đất cảnh trung kỳ cũng đã nhiều năm, thời gian mấy năm qua, nội kinh cùng thân thể của hắn dung hợp đến tốt hơn có thể nói mỗi một lần ra chiêu cũng là trải qua thiên tri bách luyện chính mình địa cảnh trung kỳ mặc dù cũng đã chắc chắn nhưng mà tại đồng dạng cảnh giới phía dưới hắn tuyệt đối không phải tống khải phàm đối thủ tất nhiên muốn khiêu chiến thân thể cực hạn như vậy vừa mới nghe được sở hoài giang lời nói hắn đã cảm thấy là đang mở trò đùa một cái huyền cảnh, dù là dùng hết toàn lực đều khó có khả năng trên mặt đất cảnh trước mặt đặt chân, cho dù là một cái địa cảnh sơ kỳ võ giả, cũng có thể hoàn toàn nghiền ép huyền cảnh đỉnh phong. Vượt cấp loại sự tình này, chỉ có thể tồn tại ở cùng một cảnh giới bên trong khác biệt đẳng cấp mà thôi. Muốn trực tiếp vượt qua cảnh giới tới khiêu chiến hơn nữa còn là khiêu chiến cảnh giới tông sư, cái này liền cùng quyền quán sư phụ muốn khiêu chiến Diệp Vấn một dạng, không phải đang mở trò đùa là cái gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Tần Phong lại còn thật sự đứng lên, xem ra chuẩn bị lại độ sông lên. Thực sự là một cái dám nói một cái dám tin. Tống Khải Phàm cười nhạo một tiếng, nhìn Tần Phong từng bước một hướng về tự mình đi tới, lắc đầu, "Tiểu tử, ngươi cũng thực sự là ngu muội. Chẳng lẽ liền không có nghĩ đến Sở lão nhường ngươi làm như vậy, chính là vì nhường ngươi chết ở trước mặt hắn, như vậy thì không cần trở thành ta dùng để ép hỏi công cụ của hắn sao?" "Tiểu tử" ngươi hẳn là may mắn ngươi có không tệ vận khí cùng thiên phú bây giờ nhìn tại mục các chủ mặt mũi ta tâm tình tốt còn có thể lưu ngươi một cái mạng nhưng nếu là ngăn cản con đường của ta liền thật sự chỉ có một con đường chết thế nhưng là vô luận tống khải phàm nói thế nào tần phong đều mắt điếc tai ngơ phẳng phất căn bản không có nghe thấy một dạng huyết lệ còn treo tại khóe mắt chưa từng khô cạn, rõ ràng nên bộ dáng chật vật nhưng Tần Phong nhìn lại chiến ý dâng trào. Rõ ràng vết thương chẳng chịt, nhưng hắn đi được lại so phía trước còn muốn trầm ổn kiên định. Vượt cấp khiêu chiến A, tại sắp đến gần Tống Khải Phàm thời điểm, Tần Phong mở miệng âm thanh khàn khàn trầm thấp. Cũng không phải chưa làm qua. chương 1211 hắn lại có thể chống cự nghe được tần phong vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn muốn vượt cấp khiêu chiến, tống khải phàm trước tiên chỉ cảm thấy nực cười. Chính hắn chính là địa cảnh trung kỳ võ giả, chẳng lẽ không biết một cái địa cảnh trung kỳ tại đối mặt huyền cảnh võ giả thời điểm, cơ hồ đồng đẳng với quét ngang sao? Đừng nói một cái, cho dù là một đám, cũng đồng dạng không phải là đối thủ. Hắn dựa vào cái gì có tự tin như vậy? thật đúng là cho là hắn tống khải phàm là đá mài đao lần này hắn đều không đợi tần phong xuất thủ trước người tựa như cùng như cuồng phong hướng về tần phong bao phủ mà đi ta thành toàn ngươi tống khải phàm bên này khẽ động tần phong con ngươi liền đột nhiên thít chặt lập tức điều động toàn thân nội kình hội tụ tại hai tay vén ở trước người nhấc lên tư thái phòng ngự phanh một tiếng vang thật lớn sau chỉ thấy tống khải phàm một cước dẫm ở tần phong hai cánh tay giao lộ tần phong người không có bay ra ngoài nhưng mà cả người duy trì vốn có tư thái trực tiếp hướng phía sau trượt dưới chân lôi kéo ra thật dài kéo ngấn cơ hồ cọ sát ra hỏa hoa tống khải phàm không có chút nào dừng lại mặt không thay đổi mượn lực dùng cái chân còn lại đạp về phía tần phong đầu trực tiếp chính là một cái đá nghiêng tần phong bây giờ không có cách nào đưa ra tay đi ngăn cản chỉ có thể lách mình tránh né nhìn xem tần phong bị đánh ngoại trừ phòng ngự căn bản đằng không xuất thủ tới tiến công hơn nữa còn liên tục bại lui khâu tự nhiên phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo ha ha liền bộ dáng này còn dám nói mình muốn vượt cấp khiêu chiến thực sự là không biết tự lượng sức mình khâu tự nhiên ngẩn người có chút không hiểu đội trưởng ca các ngươi làm gì cái biểu tình này a à? rõ ràng tần phong đều bị đánh không hề có lực hoàn thủ vì cái gì bọn hắn còn như thế nghiêm túc tiểu tử kia rõ ràng không phải tống điện chủ đối thủ a à? thế nhưng là từ hải lâm sắc mặt không chỉ có không thoải mái ngược lại có chút âm trầm con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tần phong ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao tiểu tử kia một mực tại chống cự đây chính là dùng huyền cảnh đối mặt địa cảnh a hắn dựa vào cái gì còn có thể chống cự a đối với địa cảnh tới nói đối mặt một cái huyền cảnh võ giả chẳng lẽ không phải là nghiền ép sao lúc này tần phong đối mặt tống khải phàm chẳng lẽ không phải là trực tiếp bị quét ngang bị tàn phá bừa bãi sao hắn dựa vào cái gì còn có thể lần lượt mà chống cự a Chính như phía trước khi tung tóe tinh đường, bọn hắn đối mặt Tần Phong như thế mới đúng, thế nhưng là sau khi nói xong, liền chính nàng đều cảm thấy nực cười. Một cái địa cảnh trung kỳ cường giả, đối mặt một cái huyền cảnh võ giả. Thế mà cần sử xuất toàn lực mới có thể nghiền ép sao? Trước đây Tần Phong đối mặt từ Hải Lâm cùng Khâu Khải Minh hai người liên thủ, cũng chưa từng sử dụng qua toàn lực. Cái này Sao lại có thể như thế đây? Khâu tự nhiên nhìn về phía trước Tần Phong cùng Tống Khải Phàm kịch chiến, tại lần lượt trong lúc giao thủ, Tần Phong vết thương trên người cũng càng ngày càng nặng. Nhưng mà Tống Khải Phàm sắc mặt nhưng cũng không tốt nhìn. Mặc dù Tống Khải Phàm tuyệt đối không có sử xuất toàn lực, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải đang chơi trò chơi mèo vờn chuột nhưng mà coi như tần phong thương thế càng ngày càng nặng nhưng hắn lại chậm chạp không có ngã xuống ý tứ ngược lại càng chiến càng hăng dù là bây giờ tần phong vết thương chẳng chịt khâu tự nhiên làm thế nào cũng không cách nào nhìn có chút hả hê nàng không rõ tần phong đến cùng làm sao làm được nàng nắm chặt nắm đấm mắt thấy tần phong lần lượt ngã xuống sau đó đứng lên sắc mặt của nàng cũng cùng tống khải phàm một dạng càng ngày càng khó coi bởi vì bọn hắn đều phát hiện tần phong mặc dù lần lượt bị đánh bại thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng nhưng mà hắn bỏ dậy tốc độ lại càng lúc càng nhanh thậm chí ngăn cản sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh hắn không có bị trực tiếp nghiền ép cũng coi như vì cái gì tại chiến đấu quá trình bên trong theo thương thế tăng thêm hắn thế mà càng ngày càng cường hãn Tống Khải Phàm phát hiện Tần Phong có chút không đúng. Trên người hắn dâng trào chiến ý không chỉ không có tại trong thụ thương suy giảm, ngược lại càng chiến càng hăng. Cái kia cỗ khí thế hùng dũng máu lửa. Tại Tần Phong cặp kia trầm tĩnh như nước trong mắt nhìn phá lệ trói mắt. Giờ khắc này, Tống Khải Phàm cũng không đoái hoài tới cái gì để người mượn cớ, hắn cuối cùng không còn lưu lực mà là chợt nhấc lên toàn thân nội kình địa cảnh trung kỳ khí thế trong nháy mắt sôi trào không nghĩ tới ngươi lại có thể chống đến bây giờ ngươi chính xác rất để cho ta ngoài ý muốn trông thấy tần phong cuối cùng không đứng lên nổi tống khải phàm mặt không thay đổi theo dõi hắn kỳ thực trên trán đã tràn đầy mồ hôi tại mới vừa rồi trong lúc kịch chiến hắn thế mà cũng tốn không ít khí lực tần phong giống như một cái đánh không chết tiểu cường càng chiến càng hăng để cho hắn đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết thậm chí ép hắn không thể không cần ra toàn lực tần phong nhưng thật giống như không nghe thấy hắn lời nói ngồi liệt trên mặt đất cảm thụ được thể nội nội kình bị xông đến bốn phía tán loạn nhịn không được cười khổ xem ra vẫn chưa được a à, vượt cấp khiêu chiến là có thể nhưng vượt cấp nhiều lắm cuối cùng vẫn là quá miễn cưỡng một khi Tống Khải Phàm sử xuất toàn lực, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Xin lỗi sở lão ta không có thể làm đến. Trường 1212 bị thua khi Tống Khải Phàm sử xuất toàn lực một khắc kia trở đi tần phong liền biết hôm nay chính mình chắc chắn phải chết. Bởi vì Tống Khải Phàm tuyệt đối sẽ không lưu lại chính mình như thế một cái tai họa hơn nữa lúc trước hắn nói rất đúng tại chính mình cùng bất tử cảnh hạt giống trước mặt mục di diệp nhất định sẽ lựa chọn cái sau cuối cùng trơ mắt nhìn xem tống khải phàm đi tới trước chân kiếp sau đừng có lại có được chói mắt như vậy bằng không chết sớm a à. tống khải phàm biết mình không thể lại trì hoãn bởi vì trong cơ thể của tần phong nội kinh cũng tại dần dần khôi phục nhưng mà mới vừa rồi cùng Tần Phong đánh một hồi như vậy, hắn đột nhiên có chút không xác định, liền một cái huyền cảnh đỉnh phong không tới Tần Phong đều có thể kháng trụ hắn lần lượt tiến công, như vậy địa cảnh trung kỳ Tần Phong lại là cái gì bộ dáng? Mặc dù nhìn qua hắn cùng Quỷ Cốc Lưu Ly một trận chiến, nhưng thời điểm đó Tần Phong còn không có bị buộc đến tuyệt cảnh, nhìn không ra hắn thể hiện ra tất cả tiềm lực bộ dáng. Mà bây giờ Tần Phong là có thể cùng hắn liều chết đánh một trận ở trước mặt đối với một cái toàn thân huyết dũng lại không người sợ chết tống khải phàm ở sâu trong nội tâm cuối cùng sinh ra mấy phần sợ hãi cho nên hắn nhất thiết phải thừa dịp bây giờ tại tần phong còn không có hoàn toàn khôi phục nội kinh thời điểm giết hắn ngươi còn có chăn chối gì không thế nhưng là tần phong nghe xong chợt cười, nụ cười ý vị thâm trường, để cho Tống Khải Phàm thấy rất không thoải mái, người đang cười cái gì? Liền hắn cái này chính phẩm cũng không biết tần quan sơn vật lưu lại ở nơi nào. Tần thiệu phong một cái đồ giỏm như thế nào lại biết được đâu? Mặc dù không biết cái kia hạt giống đến cùng hình dạng thế nào. Nhưng mà hơn 20 năm gần đây hắn chưa bao giờ phát hiện bên cạnh có vật như vậy tồn tại, bên tay lại không có bất luận cái gì cha mẹ ruột lưu lại di vật. Cái này khiến Tần Phong nghĩ tới một cái khả năng, hoặc là viên kia hạt giống kỳ thực Diệp Chân Chân căn bản không có mang về đi, vẫn luôn tại trên tay Tần Quan Sơn. Đêm hôm đó Diệp Chân Chân liều chết đi lấy, căn bản cũng không phải là cái gì đến từ bất tử cảnh hạt giống. Lại hoặc là kỳ thực tần quan sơn căn vốn cũng không có từng chiếm được hạt giống liền chết chỉ là những người khác cho là hắn lấy được mà thôi hoặc là chính là hạt giống này kỳ thực vẫn ở trên thân tần phong bất quá hắn không biết cũng không phát hiện được bởi vì trước đây diệp chân chân liền đem hạt giống này đưa vào trong cơ thể của hắn khả năng này có bao nhiêu tần phong không biết nhưng hắn biết đến là một khi hắn chết vô luận cuối cùng tống khải phàm là không biết mình thân phận chân thật hắn đều không chiếm được viên kia mầm móng nhìn thấy tần phong nụ cười tống khải phàm đột nhiên có loại cảm giác xấu để cho hắn nhịn không được nhíu mày thế là hắn bóp một cái ở tần phong cổ đem hắn từ dưới đất cầm lên tới hai chân cách mặt đất tần phong không có chút nào dãy giụa ý tứ huống chi hắn bây giờ cũng không có dãy giụa khí lực phía trước hắn ngừng lại một hơi quả thực là khiêng toàn thân thương thế tại cùng tống khải phàm cứng rắn bây giờ đã mất đi khẩu khí này thương thế giống như tránh sụp đổ nghiền ép mà đến để cho toàn thân hắn xương cốt đều tựa như vỡ vụn đồng dạng thể nội nội kinh cũng triệt để rối loạn hắn hiện tại cho dù khôi phục nội kinh cũng căn bản không có cách nào cùng tống khải phàm đánh một trận bởi vì trong cơ thể hắn xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa hơn nữa bởi vì nội kình mười phần hỗn loạn nếu là hắn cảnh giới bây giờ vẫn như cũ là địa cảnh trung kỳ mà nói cường hãn nội kình va chạm nói không chừng còn có thể để cho thân thể của hắn trực tiếp vỡ ra rõ ràng khuôn mặt bị kìm nén đến đỏ bừng tần phong nở nụ cười còn có thể lộ ra huyết xỉ trên mặt cũng tất cả đều là vết máu cơ hồ không nhìn thấy dáng dấp ban đầu nhưng tần phong lúc cười lên một đôi mắt lại phá lệ sáng tỏ ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nhất định rất muốn đạt được bất tử cảnh bí mật a chỉ bằng bản lãnh của ngươi nếu là ta không có bị áp chế nội kình ngươi bây giờ đã là bại tướng dưới tay tần phong lười nhác trả lời mà là phối hợp nói người vô tận tâm huyết không từ thủ đoạn đều phải nhận được bất tử cảnh bí mật xem ra là biết mình không có khả năng đột phá thiên cảnh bởi vì thiên phú của ngươi thật sự là quá kém tần phong câu nói này có thể nói là giết người chu tâm kỳ thực tại tống khải phàm cái tuổi này có thể tu luyện tới địa cảnh trung kỳ đã là chính cống thiên tài thế nhưng là tiến nhập địa cảnh sau đó mới phát hiện thì ra trên thế giới này thật sự không thiếu hụt thiên tài thậm chí hắn mới thiên tài trong lĩnh vực không đáng kể chút nào cho dù là hứa chấn sơn nếu là trước đây không có ở trên chiến trường vì bảo hộ những người khác bị trọng thương có lẽ cảnh giới bây giờ đều dẫn đầu hắn nửa phần lại có là trước mắt tần phong, bằng vào lấy huyền cảnh đỉnh phong không tới cảnh giới, đều có thể ép hắn sử xuất toàn lực. Những thứ này không người nào lúc không khác không đang nhắc nhở hắn. Hắn căn bản cũng không tính là gì. Tần Phong theo dõi hắn ánh mắt, nhìn xem nàng càng ngày càng mở con mắt, ngược lại cười càng ngày càng tùy ý, người muốn có được hạt giống. Đơn giản là phải dùng ngoại lực để đền bù thiếu sót của mình mà thôi thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới lấy thiên phú của ngươi coi như thật sự nhận được hạt giống tung tích biết bất tử cảnh tồn tại ngươi lại là thứ nhất đi tới bất tử cảnh người sao hạt giống thật sự sẽ rơi xuống trên tay của ngươi sao thứ 1213 chương sắp chết Tống Khải Phàm có thể quang minh chính đại thẩm vấn sở hoài giang, hơn nữa có thể ngay trước khâu khải minh mặt của bọn họ hỏi bất tử cảnh tung tích. Bí các cùng vị kia chắc chắn cũng là có thụ ý, cho nên cho dù Tống Khải Phàm đã hỏi tới hạt giống tung tích, bí các cùng vị kia đều biết trước tiên biết. Hạt giống chỉ có một khóa, Đến cùng có thể để cho mấy người tấn thăng thiên cảnh đi đến bất tử cảnh, ai cũng không biết có lẽ có một người đi bất tử cảnh sau đó còn có thể mang ra mới hạt giống nhưng người nào lại dám cam đoan nói trắng ra là lần này bí các cùng vị kia sở dĩ sẽ trọng dụng tống khải phàm đơn giản là bởi vì tại võ thần điện nội bộ chỉ có hắn có thể dùng khâu khải minh đám người địa vị cuối cùng vẫn là không đủ tống khải phàm cùng bọn hắn so ra vô luận là địa vị hay là thực lực đều phải hơi tốt một chút thôi nhưng muốn nói hắn đến sử dụng hạt giống cái kia còn xa xa không có tư cách này ta con mẹ nó giết ngươi tống khải phàm thừa nhận a à, cho dù giết ta giết sở lão người như cũ không phải người người tài ba kia tương lai của ngươi nhất định là quy về bình thường lần này xem như triệt để kích thích tống khải phàm hắn không có lập tức giết tần phong mà là một quyền đập vào đan điền của hắn phía trên trực tiếp đem tần phong cả người đánh bay ra ngoài một quyền này ngưng tụ địa cảnh trung kỳ sức mạnh một quyền liền để tần phong cơ hồ bất tỉnh đi ha ha ngươi không phải trời mới sao ngươi không phải rất chịu đòn sao hảo ta hôm nay liền muốn xem ngươi cái này cái gọi là thiên tài đến cùng có thể đỡ được mấy lần ta liền muốn nhường ngươi trước khi chết biến thành một cái phế vật từ đầu đến chân ta ngược lại muốn nhìn ngươi lấy cái gì tới so với ta tống khải phàm triệt để điên cuồng hắn vọt tới bên cạnh tần phong hướng về phía không có năng lực phản kháng chút nào tần phong một quyền lại một quyền mà đập xuống cơ thể của tần phong giống như là đã trở thành một cỗ thi thể cả người hắn cũng đã bất tỉnh chỉ có thể theo tống khải phàm nắm đấm rơi xuống mới chuyển động một chút đối với võ giả tới nói, vùng đan điền khí hải vỡ vụn tương đương với muốn mệnh của hắn. Chỉ là loại cảm giác từ đâu tới đây? Bọn hắn cũng không biết. Trên mặt hắn biểu tình giữ tợn rút đi, một lần nữa đổi lại bộ kia mặt không thay đổi gương mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem mặt mũi tràn đầy máu tê tần phong ngã trên mặt đất, ngực đều đã mất đi chập trùng. Hắn dùng chân đá đá tần phong, mang theo nói châm chọc người không phải rất lợi hại sao đứng lên a à, người không phải cái gọi là thiên tài sao tại sao không nói chuyện đâu ha ha thiên tài chó má thiên tài lão tử mới là vị thiên tài kia cho dù các ngươi thiên phú dị bẩm lại như thế nào cuối cùng không phải là rơi xuống trên tay của ta tống khải phàm tuy tiện mà cười đột nhiên quay người nhìn về phía sở hoài giang cùng phía trước khác biệt, lần này sở hoài giang từ đầu đến cuối đều tại quan sát, cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say. Ta qua sao? Thực sự là nực cười. Tống Khải Phàm cười ha ha một tiếng, các ngươi đều thành bại tướng dưới tay ta, bị ta dẫm ở dưới chân, ta nghĩ đối với các ngươi làm cái gì cũng có thể. Cũng không tính là qua. Bao quát ngươi sở hoài giang, không phải danh xưng long quốc võ đạo đệ nhất nhân sao? Không phải danh xưng có khả năng nhất nửa bước lên trời người sao? Bây giờ không giống nhau bị ta cầm tù ở đây. Nói thật cho ngươi biết a, à, mặc dù nhường ngươi chính mình vào địa lao là vị kia ý chỉ, nhưng mà chủ ý thật là ta ra. Ta nói cho vị kia, chỉ cần nói cho ngươi nữ nhân kia thi cốt ở nơi nào, ngươi liền nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào chúng ta vì ngươi bố trí lồng giam. Không nghĩ tới a, à, không nghĩ tới đường đường một cái võ đạo đệ nhất nhân, thế mà còn là cái si tình chủng. Vì một cái bởi vì ngươi chết mối tình đầu tình nhân thi cốt, lại có thể không đặt nhiều người như vậy sinh tử trong lòng. Thực sự là không uổng phí ta hao tốn thời gian 20 năm đi điều tra ngươi A. À. Sở hoài răng sắc mặt bình tĩnh, giống như hoàn toàn không thèm để ý tống khải phàm lời nói hắn nhìn chằm chằm tống khải phàm nửa ngày cuối cùng thở dài một hơi lắc lắc đầu nói khải phàm a à, ta nói qua tâm tính của ngươi vẫn chưa được a à. phàm là ngươi có thể lại vững vàng một điểm nhiều điều tra một phen sẽ biết hơn nữa ta cũng biết ngươi hao tổn tâm cơ tìm được di vật của nàng mang tới cỗ kia cái gọi là thi cốt căn bản chính là giả ngươi người biết cái này sao có thể vậy ngươi vì cái gì còn có thể đến nơi đây cam nguyện bị giam ở đây sở hoài giang nhìn xem hắn lúc này chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía tống khải phàm thân sau trên mặt đã lộ ra mấy phần nụ cười đáp án này ngươi sau đó sẽ biết đáng tiếc không phải hiện tại